giờ chúng ta sẽ đến với một kỹ thuật cơ bản với đồng tiền. Giờ tôi sẽ làm chậm trước, rồi sau đó tôi sẽ hướng dẫn kỹ từng thao tác sau. Nói cách khác, khán giả sẽ thấy đồng xu được chuyển từ tay này sang tay kia, nhưng thực sự thì đồng xu vẫn còn được kẹp ở tay cầm ban đầu. Và để thực hiện như thế, chúng ta phải lựa đồng xu gì đúng to, tốt nhất là đồng 5.000, và đặt đồng xu ở hai đầu ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa. Và chúng ta đặt sức đầu ngón tay, chúng ta không có đặt như thế này, hoặc đặt ngang vào lòng bàn tay thế này, không thể nào làm được đâu. Chúng ta phải đặt ở gần đầu ngón tay. Thì chúng ta sẽ co tay lại. Đó, co lên. Đây. Chủ đích của chúng ta là đưa đồng xu xuống khe giữa ngón cái và ngón trỏ. Khi vừa đưa xuống, chúng ta sẽ kẹp ngón cái lại. Kẹp như thế này. Co tay, đưa xuống, kẹp lại. Thì thao tác này kết hợp với tay còn lại trông như thế này. Và các bạn không cần làm nhanh, chúng ta chỉ cần làm nhịp nhàng và chính xác, thì sẽ tạo ảo giác là đồng xu chuyển từ tay này sang tay kia. Thực sự đồng xu vẫn ở đây. Và sau đó các bạn có thể búng tay làm cho đồng xu biến mất. Còn đồng xu ở tay này đang cầm nó, có thể xuất hiện bất cứ ở đâu, như ở tay này, hoặc là ở tóc của khán giả, hoặc là ở trong túi của mình, tùy các bạn. Thì chúng ta sẽ đến với kỹ thuật thứ hai của đồng xu. Và đây là một thao tác lấy đồng xu giả. Khán giả tưởng đồng xu ở đây, nhưng thực sự chúng ta vẫn để đồng xu ở tay ban đầu. Để thực hiện thao tác đó, chúng ta giữ đồng xu bằng hai ngón, ngón giữa và ngón cái. Cho khán giả xem đồng xu ha. Rồi các ngón còn lại chúng ta sẽ chụm lại, tạo thành gần như là cái bức tường để che lại khi đồng xu rơi xuống như thế này. Đây, tay này chúng ta không làm. Và khi tay còn lại chúng ta tiến tới làm động tác lấy đồng xu để thả đồng xu này xuống lòng bàn tay. Ta giả bộ lấy, kéo ra cho khán giả xem, xoa tay biến mất. Và cái điều quan trọng là khi các bạn lấy đồng xu như thế này thì mắt các bạn phải hướng về tay này, chứ mắt của người biểu diễn không thể nào hướng phía tay này được. Bởi vì mắt người biểu diễn hướng về đâu thì khán giả sẽ hướng theo đó. Vì vậy chúng ta phải nhập tâm vào trò ảo thuật của mình, là chúng ta phải tưởng tượng đồng xu đã ở bên đây rồi, còn đồng xu này làm cho nó biến mất, sau đó xuất hiện trở lại. Và kỹ thuật thứ ba được giải thích như sau. Chỉ đơn giản là chúng ta kéo đồng xu này xuống mép bàn cho nó rớt xuống. Và chúng ta sẽ lót tấm nệm và một tấm khăn và một cái túi ở dưới để đồng xu rớt xuống sẽ không phát ra tiếng động. Chúng ta kéo. Đó, rớt xuống. Nhưng thao tác đó không quan trọng bằng cách bạn diễn. Khi các bạn kéo đồng xu á, kéo xuống mép bàn như thế này, khi đồng xu vừa rớt thì các bạn phải làm động tác giả, nhặt đồng xu lên. Đó, rồi tiếp tục tung đồng xu lên, chụp lại. Chúng ta làm thao tác tay.